Nơi biên cương, nơi hải đảo xa xôi, chú bộ đội ngày đêm giữ yên đất trời. Cho nơi đây, chúng cho buổi đến trường, nắng hồng trang sắc thơm và bao ước mơ xa. Chú bộ đội ơi, nơi đảo xa, vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà. Biển muôn trùng, ngà gió xin kính chào các bậc phụ huynh. Video ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh cách giúp con tìm hiểu về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 để giúp các con trang bị thêm những kiến thức về ngày này. Đầu tiên, bố mẹ có thể cho các con nghe bài hát về chú bộ đội. Vai chú mặc súng, muôn gái ngôi sao đẹp xinh. Đi cho hòa ngũ, chú hãy vơi trong thần nhan. Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm, súng chắc trong tay chú mẹ giữ cho hòa bình. Sau đó bố mẹ hỏi trẻ, bài hát này nói về ai? Trong tháng 12 này, con có biết ngày nào là ngày chúc mừng các chú bộ đội? Đó là ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là ngày để tất cả chúng ta tưởng nhớ và biết ơn đến các chú bộ đội đã mang lại hòa bình và sự bình yên cho mọi người. Bố mẹ có thể hỏi các con có biết công việc của các chú bộ đội là gì không? Đây là chú bộ đội bộ binh bảo vệ vùng đất liền, chú bộ đội hải quân bảo vệ vùng biển, còn đây là chú bộ đội biên phòng bảo vệ vùng biên giới lãnh thổ của đất nước. Sau đó, bố mẹ cho các con biết một số những hoạt động để kỷ niệm ngày 22 tháng 12. Lễ diễu binh, lễ dâng hoa, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, hay tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, hội thi nấu ăn. Đó là những hoạt động thường diễn ra trong ngày 22 tháng 12. Rất mong các bậc phụ huynh luôn đồng hành để cùng con trang bị thêm những kiến thức bổ ích và lòng biết ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cười cất